Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Vietnam Express, cơ quan phòng vệ Đài Loan sáng 13 tháng 9 thông báo các máy bay quân sự Trung Quốc bay quanh hòn đảo trong vài giờ. Một số phi cơ vượt qua kênh Bashi hướng tới Tây Thái Bình Dương để tham gia cuộc huấn luyện chung trên biển và trên không cùng tàu sân bay Sơn Đông. Đài Loan đã theo dõi tình hình và giao nhiệm vụ cho máy bay tuần tra trên không, tàu chiến và hệ thống tên lửa mặt đất để phản ứng trước các hoạt động này. Thông báo cho biết thêm, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. Đài Loan trước đó cũng nói rằng 22 máy bay quân sự và 20 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo từ sáng 11 tháng 9 đến sáng 12 tháng 9. Đài Loan trước đó cho hay, họ phát hiện tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc tại vị trí cách điểm cực nam hòn đảo khoảng 111 km về phía đông nam, hướng tới Tây Thái Bình Dương. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan gần đây gia tăng căng thẳng khi các quan chức, nghị sĩ Mỹ tăng cường hoạt động đến thăm hòn đảo. Trước đó, Trung Quốc tháng trước đã phản ứng dữ dội về việc phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức, ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử năm 2024 của hòn đảo, quá cảnh tại Mỹ trong chuyến thăm Paraguay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án sự việc và gọi ông Lại là kẻ gây rối, tuyên bố sẽ có những biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để đáp trả. Chiến khu miền Đông Trung Quốc đã tổ chức tuần tra chung sẵn sàng chiến đấu giữa không quân và hải quân quanh đảo Đài Loan. Xinhua đưa tin, hai lực lượng cũng tham gia diễn tập chung, tập trung vào các khoa mục như phối hợp hoạt động giữa tàu chiến với máy bay để kiểm soát vùng trời, vùng biển nhằm kiểm tra năng lực chiến đấu thực tế. Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ đến các thế lực ly khai Đài Loan đang thông đồng với bên ngoài cùng những hành động khiêu khích của họ. Thiên Nghị, người phát ngôn chiến khu miền Đông tuyên bố, thông tin từ Vietnam Express. Cơ quan phòng vệ Đài Loan lên án cuộc diễn tập, cho rằng động thái không đóng góp cho hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Đài Bắc sẽ triển khai lực lượng phù hợp để ứng phó, tuyên bố đủ khả năng, quyết tâm và tự tin để đảm bảo an ninh cho hòn đảo. Động thái diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây phản ứng dữ dội với việc phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức quá cảnh tại Mỹ trong chuyến thăm Paraguay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án sự việc và gọi ông Lại là kẻ gây rối, tuyên bố sẽ có những biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để đáp trả. Ông Lại là ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử vào năm 2024 của Đài Loan. Giới chức Đài Loan trước đó cho rằng Trung Quốc khả năng cao tổ chức diễn tập quân sự gần hòn đảo trong tuần này nhân vụ ông Lại quá cảnh tại Mỹ, nhằm khiến cử tri Đài Loan sợ chiến tranh. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan gần đây gia tăng căng thẳng khi các quan chức, nghị sĩ Mỹ tăng cường hoạt động đến thăm hòn đảo. Mỹ không thiết lập quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng là bên cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo. Trung Quốc nhiều lần chỉ trích mối quan hệ giữa Mỹ và đảo Đài Loan. Trong thông báo gửi Quốc hội ngày 30 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đã phê chuẩn gói thỏa thuận quốc phòng trị giá 80 triệu USD cho Đài Loan theo chương trình tài trợ quân sự nước ngoài FMF. Cả Bộ Ngoại giao lẫn Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong ngày 31 tháng 8 đều lên tiếng cảnh báo động thái mới đây của Mỹ. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, ngoài việc khẳng định hành động của Mỹ tổn hại an ninh, hòa bình, ổn định, cũng như phản đối quan hệ quốc phòng Mỹ-Đài Loan, phía Trung Quốc có vẻ không nhắc gì đến yếu tố quốc gia như báo chí Mỹ phân tích về FMS. Điểm khác biệt lớn nhất giữa chương trình bán vũ khí nước ngoài FMS và chương trình tài trợ quân sự nước ngoài FMF nằm ở việc FMS là chương trình tài trợ, tức sẽ bán vũ khí cho nước ngoài theo dạng khoản vay hoặc tài trợ chính phủ, có thể hoàn lại hoặc không hoàn lại. Nói cách khác, thông qua FMF, chính quyền ông Joe Biden đang muốn hỗ trợ Đài Loan mua vũ khí dễ dàng hơn bằng việc sử dụng tiền thuế của dân Mỹ để tài trợ. Trong tài liệu khảo cứu của Quốc hội Mỹ ngày 24 tháng 8, Đài Loan được cho là đang gặp nhiều khó khăn về khả năng phòng vệ, cũng như đối diện nhiều nguy cơ trong mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc đại lục. Hiện nay, giới phân tích từ Mỹ cho rằng cần thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác mới giúp Đài Loan tự vệ và dễ dàng mua vũ khí hơn, đặc biệt trong thời điểm chi tiêu quân sự của hòn đảo này còn khiêm tốn. Vừa qua, Đài Loan công bố kế hoạch tăng ngân sách chi tiêu quân sự lên mức kỷ lục 19,1 tỷ USD, tương đương 2,6% GDP. Nhưng Trung tâm nghiên cứu CFR Mỹ nhận định, đây thực chất là mức chi tiêu rất nhỏ, có mức tăng theo năm thấp nhất trong nửa thập niên qua. Giới chức và học giả Mỹ đang ngày càng lo ngại về khả năng Trung Quốc sớm sử dụng vũ lực với Đài Loan, đồng nghĩa nhu cầu tăng tốc nâng cao khả năng tự vệ của Đài Loan sẽ lớn hơn. Tài liệu ngày 24 tháng 8 nêu trên cũng đề cập tới việc trao cơ chế duyệt nhanh các chương trình FMS truyền thống cho Đài Loan. Mối lo ngại của Mỹ về khả năng đụng độ quân sự tại eo biển Đài Loan là động lực chính cho sự thay đổi chính sách quốc phòng của Mỹ.
cụ thể lần này là FMF. Điều này gần như chắc chắn sẽ khiến vấn đề Đài Loan trở nên nóng hơn trong thời gian tới. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế lần 11 ở Moscow, Nga ngày 15 tháng 8 cho hay, Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và bên ngoài không thể can thiệp. Việc Đài Loan thống nhất với Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi. Trung Quốc cảnh báo việc đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan cũng như nỗ lực dùng hòn đảo này để kiềm chế Bắc Kinh chắc chắn sẽ thất bại. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan gần đây gia tăng căng thẳng khi các quan chức, nghị sĩ Mỹ tăng cường hoạt động đến thăm hòn đảo. Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng là bên cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo. Trung Quốc nhiều lần chỉ trích mối quan hệ giữa Mỹ và đảo Đài Loan. Việc đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan cũng như nỗ lực dùng Đài Loan nhằm kiềm chế Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói. Bên lề hội nghị, ông Lý Thượng Phúc gặp người đồng cấp Nga Sergei Shoigu để trao đổi quan điểm về mối quan hệ và hợp tác giữa quân đội hai nước, cũng như gặp gỡ quan chức các nước tham dự hội nghị. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Lý Thượng Phúc tới Nga kể từ khi đảm nhận vai trò Bộ trưởng Quốc phòng hồi đầu năm. Chuyến thăm diễn ra khi Bắc Kinh tiếp tục tăng cường quan hệ an ninh với Moscow và quân đội hai nước thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung. Cảnh báo của ông Lý về Đài Loan được đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh phản ứng dữ dội với việc phó lãnh đạo Đài Loan William Blair lên kế hoạch quá cảnh tại Mỹ trong chuyến thăm Paraguay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án sự việc và gọi ông Blair là kẻ gây rối. Báo Việt Nam Express đưa tin, Đài Loan cho rằng xung đột với Trung Quốc sẽ gây hậu quả thảm khốc với thế giới, do hòn đảo có vai trò kinh tế quan trọng chiến lược. Những gì chúng ta cần làm là giải thích với cộng đồng quốc tế rằng bất kỳ xung đột nào liên quan Đài Loan nếu nổ ra sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc cho phần còn lại của thế giới. Người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu nói hôm nay, lấy dẫn chứng từ tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và lạm phát leo thang do xung đột Ukraine. Xung đột ở eo biển Đài Loan khi bùng phát sẽ tác động chủ yếu đến thương mại quốc tế, khi hơn 50% container của thế giới đi qua tuyến đường biển rộng 180 km ngăn cách đảo Đài Loan với Trung Quốc đại lục. Do đó, tự do hàng hải là một trong những yếu tố quan trọng của an ninh và thịnh vượng quốc tế, ông Wu cho hay. Đài Loan cũng là nơi sản xuất phần lớn chất bán dẫn, chip, vốn đóng vai trò huyết mạch của nền kinh tế hiện đại và được sử dụng trong gần như mọi thiết bị hiện nay, từ máy pha cà phê cho đến tên lửa và cơ sở hạ tầng quốc phòng. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là phần lãnh thổ chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Bình luận của ông Wu được đưa ra trong bối cảnh Đài Loan chuẩn bị cho cuộc bầu cử lãnh đạo đầu năm tới, trong lúc áp lực chính trị và quân sự gia tăng từ phía Trung Quốc. Quan hệ giữa đảo Đài Loan và Trung Quốc đi xuống từ khi bà Thái Anh Văn, người không công nhận chính sách một Trung Quốc, trở thành lãnh đạo hòn đảo sau cuộc bầu cử năm 2016. Tiêm kích Trung Quốc thường xuyên vào vùng nhận dạng phòng không Đài Loan, trong khi các tàu chiến cũng liên tục áp sát hòn đảo kể từ tháng 8 năm ngoái, khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ, khi đó là bà Nancy Pelosi, đến thăm Đài Loan. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.